Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại các vị trí áp dụng bảng giá đất chưa phù hợp với giá thực tế. Nếu triển khai sớm thì sẽ cởi được nút thắt để các địa phương có căn cứ đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, đặc biệt là dự án đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Tiên Lữ chỉ đấu giá quyền sử dụng đất ở được 3 khu tại 3 xã là Thiện Phiến, Hải Triều và Trung Dũng. Nguồn kinh phí đấu giá ở thấp hơn nhiều so với năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Một trong những nguyên nhân là do thời điểm giao thời trong thực hiện luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Nghĩa là khung bảng giá đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành năm 2019 dù vẫn có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, nhưng chưa phù hợp với giá thực tế, có những vị trí giá đất thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 1 tháng 10 năm nay, huyện Tiên Lữ đã gửi bảng tổng hợp tới Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định đơn giá đất mới. Đề nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan sớm điều chỉnh bảng giá đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo khoản 1 điều 159 như là tính tiền sử dụng đất cho trường hợp mà chuyển mục đích sử dụng đất và làm giá khởi điểm, phê duyệt giá khởi điểm để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất và tính giá để tái định cư, phê duyệt giá tái định cư để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh cũng như của huyện. Và nếu triển khai được sớm thì tại một số địa phương khác, trong khi chờ quyết định bảng giá đất mới, tuy đã vận dụng các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất cũng như phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, song cơ bản vẫn gặp phải những điểm nghẽn do chưa có bảng giá đất mới để làm căn cứ trong việc tuyên truyền vận động tạo đồng thuận của người dân cũng như áp vào việc bồi thường hỗ trợ để giải phóng mặt bằng được thuận lợi hơn. Vướng mắc chính hiện nay là cái đang thực hiện luật đất đai 2024. Tôi nói ví dụ như quyết định 40/2019 của ban tỉnh về cái bảng giá đất thì phải cụ thể cho các huyện, trong đó Quan Thi thì mới có căn cứ để tính toán được. Thời gian này chúng tôi vẫn đang chờ đợi các quan của tỉnh. Tại một số cuộc họp gần đây, lãnh đạo tỉnh cũng nhắc nhở, yêu cầu sở ngành chức năng, trong đó có Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, tổng hợp báo cáo của các huyện sớm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại các vị trí áp dụng bảng giá đất chưa phù hợp với giá thực tế, qua đó làm căn cứ để các địa phương triển khai việc bồi thường hỗ trợ để giải phóng mặt bằng được thuận lợi hơn.